Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người nha. Ngày hôm nay là một ngày đẹp trời nên mình sẽ tô một sản phẩm đẹp nhất để cho mọi người xem. Và các bạn thứ hai, hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ mình sẽ đi thôi màu thôi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhé.
Rồi tôi mở xong nhé.